Kể cả dương như thế, hoặc là ấy, ví dụ ấy, thì em lấy ví dụ như là trước thì hiện tại là mọi người cũng biết là em điều chuyển từ bên xanh Hà Nội sang đấy, thì bọn em là ở bên đấy là tất cả ở bên đấy thì có em này, bạn Việt Anh và bạn Hải, ba anh em đều là sử dụng quyền đối tác, anh em cùng nuôi một con pixel đấy, cùng nuôi một con pixel để tạo ra con pixel ngon đấy. Khi mà như thế em sẽ xem quyền đối tác, và gần như là mọi tài khoản ấy đều là em đang sử dụng cái theo kiểu như này, tức là em có một con BM gốc nó thuộc dạng gọi là mon và xác minh doanh nghiệp rồi đấy. Em sẽ tạo cho những cái con BM liên kết, gọi là những con BM đối tác, thêm những cái tài khoản như thế này. Mọi người có thể nhìn thế này, em đây là cái con ID của con BM sẽ nhận được tài khoản, ID của con BM sẽ nhận được tài khoản, em ấn vào đây thì em sẽ tạo ra một con tài khoản đó, nó sẽ như thế. Đúng rồi, mình sẽ là một cái con tài khoản trung gian mà em sẽ quản lý được, tức là em vẫn quản lý được cái con tài khoản này, em vẫn còn quản lý được con tài khoản này. Nếu như mọi người có bị nhỡ may mà con tài khoản nó có bị checkpoint một chết thì em vẫn có thể backup lại cho mọi người được đấy. Đấy cũng là một cái mà để mà an toàn. Còn như bình thường ấy thì mình sẽ như thế này, mình ấn vào là doanh nghiệp của tôi, cái doanh nghiệp này của tôi chúng ta vẫn có thể share được, vẫn có thể share quyền được, nhưng nó chỉ là sử dụng thôi chứ nó không thể sử dụng được pixel. Nó cũng có cái sự khác nhau, bởi vì đây là cá nhân của mình nhé, doanh nghiệp của tôi là cá nhân. Chúng ta ấn vào đây tạo này, em sẽ ấn tạo một cái này. Về cái tạo này nó sẽ hơi lâu một tí, bởi vì nó sẽ còn liên quan đến quyền và xe các tài nguyên nữa. Đây mọi người, khi mà thêm vào đây này, ở đây nó sẽ thêm người và thiết lập này, chúng ta ở đây sẽ có kiểu này. Ở đây mọi người sẽ để ý này, tài khoản quảng cáo này nó sẽ có quyền truy cập một phần, xem hiệu quả, quản lý mô phỏng và toàn quyền kiểm soát. Thì cái này ấy, ví dụ em sẽ share cho mọi người đúng không, em sẽ share cho mọi người chỉ là để mọi người có thể quảng cáo được thôi đấy, mọi người sẽ chỉ là sử dụng để quảng cáo được thôi, chứ mọi người không thể nào mà quản lý được tất cả về kiểm soát, tất cả về gọi là tài chính hay là quyền truy cập tài khoản quảng cáo, tạo và chỉnh sửa quảng cáo đấy. Ở đây này mọi người phải hiểu được cái này là xem thì thường ấy, hai cái này nó sẽ bỏ qua, bởi vì mọi người đang là một doanh nghiệp cá nhân chứ không phải là theo kiểu doanh nghiệp như theo kiểu của em sẽ back lại cho mọi người, thì em sẽ chỉ để là quyền quản lý chiến dịch. Ví dụ đơn giản là khi mà em chạy cho mọi người ấy, em cũng chỉ để cho mọi người có quyền quản lý chiến dịch thôi, là mọi người có thể xem được thôi chứ không thể nào chỉnh sửa được hay là như nào cả. Không có tách tắt đúng không? Mình chỉ là theo dõi là của anh đấy. Số ở mọi người có thể tạo mới được nhưng cái cũ mọi người không thể sờ. Còn đây mình sẽ ở đây là toàn quyền, toàn quyền kiểm soát, tức là bọn mình có thể làm được tất cả mọi thứ, tất cả tác vụ ở trên một cái con tài khoản đó. Thì mình sẽ ấn vào đây chỉ định đã tạo và thêm vào tài khoản trình quản lý kinh doanh của bạn. Giờ đây bạn có thể thêm thông tin thanh toán vào đây. Cái này mình sẽ đóng. Bạn có chắc chắn muốn thoát không? Thoát, ok, xong. Hiện tại ở đây chúng ta đã có một con tài khoản và một quản trị. Đấy, ở đây là một tài khoản và một quản trị. Ví dụ ấy, cái con tài khoản của em là một con tài khoản thuộc dạng gọi là ngon và siêu cứng rồi ấy, thì em sẽ thêm phương thức thanh toán ở đây được. Đấy, thêm phương thức thanh toán ở đây được. Còn ví dụ như mọi người ấy, thì mọi người hãy lên là sử dụng phương thức thanh toán ở cái con cá nhân này. Đây nhá. Mọi người đã mở được ra cái này chưa? Hay tạo tài khoản nữa, mọi người hãy tạo tài khoản nữa, bởi vì sẽ có cái thời điểm ấy, mọi người sẽ phải tự đi mua BM để tạo ra những con tài khoản mới. Mọi người có những cái thắc mắc gì không ạ? Tài khoản tạo ra BM tạo ra tài khoản cá. Đúng rồi. Đây là quy trình ấy.
Nhưng mà thực ra ấy, có thể bọn em không cần sử dụng bọn em một chút anh em để cái này nó đang hơi cao một tí nên là nó tụ pin hơi nhanh. Nếu như về quy trình đúng ấy thì sẽ là một con via, tức là một con tài khoản Facebook hiện tại mọi người đang sử dụng ấy. Đấy. Sẽ tạo ra được một BM. Đấy, và một BM sẽ tạo ra được một tài khoản. Đấy. Nó sẽ là quy trình sẽ là như thế. Nhưng đấy là quy trình của Facebook đặt ra. Còn như quy trình của bọn em ấy, thì một tài khoản là tạo ra 10 BM. Đấy. Và 10 BM thì tạo ra một BM. Có nghĩa 10 BM1 tạo ra 1 BM10. Đấy. Có nghĩa là sẽ có những cái tool ấy, bọn em sẽ có những cái tool để bọn em gộp 10 con BM1 thành một con BM10. Đấy, nhân bản. Nó không phải là nhân bản. Tức là một con. Có nghĩa là 10 con BM như thế này để tạo ra một con BM có 10 tài khoản. Đấy. Hoặc là một con BM 10 tài khoản này có thể tạo ra được một con BM 2500. Nó là những cái tốt và nó là những cái kiểu gọi là nó là những cái thủ thuật đấy. Đúng rồi, nó sẽ là những cái thủ thuật. Đây, khi mà mọi người sẽ tạo ra được một tài khoản như này rồi. Hôm nay là em có một chút việc bận nên là nếu như mà ngồi này thì có khi là chiều chúng ta sẽ phải ngồi thêm một chút đấy. Ừ. Nếu không thì buổi hôm nay sẽ là không đi hết được các cái mục đâu. Bởi vì những cái thao tác này thì mọi người phải biết. Nếu như mọi người mà thực hành mà mọi người không biết ấy, chỉ nghe lý thuyết xong đến lúc này hỏi là ơi anh ơi tạo BM với tạo tài khoản quảng cáo kiểu gì, lúc đấy là nhức đầu đấy. Đấy. Tạo xong rồi thì cách chạy của mình. Đấy, tạo xong rồi ấy, thì hiện tại bây giờ thì còn khoảng tầm 20 phút nữa. Thì anh Đức ơi, anh Đức em bảo này, buổi chiều ấy thì khoảng tầm 1:40 thì mình sử dụng luôn cái phòng họp của F7 ấy. Buổi chiều thì phòng họp F7 không có ai đâu thì sẽ khoảng tầm nửa tiếng thôi. Bởi vì nửa tiếng ấy em hướng dẫn cho mọi người là ở trong đấy nó sẽ có những cái gì nữa. Bởi vì thời điểm này em cần mọi người phải hiểu cái này để tạo ra được cái BM và tạo ra tài khoản quảng cáo là. Bởi vì nếu như mà mọi người không biết các cái quy trình như này ấy thì lúc đấy nó mọi người còn không quản lý được và mọi người không biết làm như nào để khi mà đi mua nguyên liệu mình còn phải phân biệt được cả nguyên liệu cơ. Vâng. Không, ý là tí nữa ấy, bởi vì tí nữa là sẽ buổi chiều ấy, bởi vì bây giờ nó gần 12 giờ rồi, mọi người còn phải đi ăn nữa. Chiều nay. Đúng rồi, chiều khoảng tầm thêm nửa tiếng. Chiều ăn thôi. Đi chiều nay khoảng hơn F7 có chuyện gì thì đi ăn một trong khoảng 1 giờ. Đấy, 1 giờ mua. 1 giờ mình vào lớp phòng họp ở trong đấy thường trước giờ làm việc. Đấy, trước giờ làm việc thì sẽ mất khoảng tầm nửa tiếng, 40 phút thôi.